Thưa quý khán giả, những ngày qua, bà con nông dân trong tỉnh đang vào thời điểm thu hoạch rộ vụ đông xuân. Chưa kịp mừng vui vì lúa trúng mùa, giá ổn định, thì cánh cò lái thu mua lúa ở xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình lại phải lo lắng bất an khi thương lái thu mua đến từ thành phố Cần Thơ đã lặng mất tăm hơi. Lúa đã xuống ghe nằm chờ đôi ba đêm. Không chỉ cánh cò lúa mà cả người nông dân như đang ngồi trên đống lửa. Theo thông tin từ anh Trần Giang Kiều, một trong những người làm nghề thu mua lúa của nông dân có diện tích nhỏ lẻ trong vùng, rồi bán lại cho những thương lái lớn, người mà trong nghề thường gọi nôm na là cò lúa. Chúng tôi đã đến xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình. Dọc theo những con kênh là ghe lúa đầy ắp đang neo dây nằm chờ. Anh Kiều cho biết đó là những ghe lúa của anh và một số chủ cò nữa không thể xuất bến vì đã không liên lạc được với thương lái mấy ngày nay. Anh Kiều chỉ là cò lúa nhỏ, chuyên việc thu mua lúa tận ruộng cho bà con nông dân. Cò lúa lớn là trung gian giao dịch giữa những người gom lúa với thương lái. Do tin tưởng vào cò lúa lớn, người làm trung gian, nên anh Kiều và một số cò lúa khác ở địa phương đã hứa miệng, viết giấy tay sẽ gom bán từ vài trăm đến cả ngàn tấn lúa cho thương lái vào thời điểm thu hoạch này. Thế nhưng sau vài chuyến ghe lúa đã xuất bến, anh Kiều và những cò lúa khác vẫn chưa nhận được tiền. Sau nhiều lần dò hỏi, đòi tiền số lượng lúa đã giao, thì cả thương lái và người trung gian đã biệt tâm, khiến cho anh Kiều cùng cánh cò lúa nhỏ không khỏi hoang mang, lo lắng. Được 3 đêm rồi, nếu mà đêm nay mà không về kho sấy là cái lúa này sẽ bị hư, sẽ ẩm vàng. Về chảnh là bán thất thoát rất là nhiều. Là nếu mà đêm nay không cho, không ghe lúa này về không được, không có tiền về là hư ghe lúa này, lỗ cả khoảng mấy chục triệu, cả trăm triệu ghe lúa. Dạ, thương lái ở trên không thu nữa thì mình hướng xử lý của mình ra sao? Là mình đem về nhà máy mình sẽ sấy rồi mình dựa lại, hoặc là mình trà mình bán lỗ bao nhiêu lỗ. Chứ nếu mà nông dân không đem đi là nông dân không có chịu, bị hỏm gài là cứ nằm 4-5 đêm không. Không có khi nào mà ghe lúa về được. Còn nếu mà cái thằng cò Út là nó nhận lúc trước đầu tiên phải không? Là nhận bên anh Cường. Nhận bên anh Cường là tiền mặt, cắt tới đâu căng tới đó, có tiền làm tin tưởng nó rồi mới giao lúa cho nó. Bây giờ là không biết nó giao về đâu, nghe nói nó giao về anh Liễu gì đó, là không biết nó giao về anh Liễu giao về đâu không rành. Nhưng mà hỏi ngày là ghe lúa nào cũng đậu lại 4-5 đêm hết. Rồi nhiều khi là ghe lúa đậu 4-5 đêm rồi lên tiếng bỏ cọc, rồi dân không đồng lòng. Bây giờ nếu mà ghe lúa mình để vậy là sẽ thất thoát, bà con không chịu. Bây giờ mấy thằng cò nó bán lỗ là một ghe mấy chục triệu, gần cả trăm triệu không à. Cái cò bên em không biết nó ký bên đây. Yeah. Rồi em vẫn bán cho nó, bây giờ nó giao lúa nhưng vì đây là nó để nằm đêm không có khi nào mà nó cắt rồi nó căng nó trả tiền liền cho bà con hết. Rồi cho về mấy ghe là 200 ngoài tấn, bây giờ nó chưa có tiền trả, bây giờ không biết, bây giờ điện nó không bắt máy, không liên lạc được nữa nè. Yeah. Mà không biết bây giờ giao lúa này về đâu. Theo lời anh Kiều, trước đây cánh cò lúa trên địa bàn đã làm ăn nhiều lần với phía trung gian. Dù chỉ là hợp đồng miệng, song đơn vị thu mua thực hiện rất tốt những giao kèo khi giao nhận lúa. Lợi dụng lòng tin của nông dân và cánh cò lúa địa phương, phía trung gian đã đơn phương thay đổi đơn vị thu mua từ hợp tác xã địa phương sang một thương lái đến từ Cần Thơ mà không hề nói rõ với phía người bán. Với lý do không đủ tiền lấy lúa, thương lái bỏ chạy, phía trung gian cũng lặng tâm sau đó. Ghe lúa đi không thấy phản hồi, ghe lúa ở bến thì không biết xuất bán đi đâu. Không giấy tờ hợp đồng nên cũng không thể truy cứu trách nhiệm cho phía thu mua. Cùng với sự hoang mang của cánh cò lúa, người nông dân cũng đang trong tâm trạng lo âu từng ngày. Công sức, mồ hôi, tiền của giờ đang trôi lơ lửng, không biết bán đi hay thu hồi lại vốn từ đâu. Lúa đậu lại không đi được thì mình cũng biết thiệt hại, nhưng mà tại vì của mình thôi, xuống đó thì hiện tại mình cũng lo, cũng không thể cho đi được nữa. Dạ, đi thì mình cũng không chắc, nếu đi thì mình cũng không chắc. Đúng rồi, tại vì ở đây cò cũng không có lãnh, rồi ghe lạ nữa, rồi nói chung là không có giáo. Chủ ghe người ta cũng không dám đi, người ta nói có trả tiền người ta mới dám đi, nhưng mà thấy cũng thiệt hại đó. Đậu 2-3 ngày lúa thì lúa tươi, mà người dân thì muốn bán cũng kẹt tiền, muốn bán thì cũng lấy tiền xây sở công việc khác gì đó. Của em thì số nhiều, hổng gài bán xuống là cũng như 40-50 tấn. Mà hiện tại hôm bữa nay là 3 bữa là chưa có tiền, cũng sợ. Vì quá tin tưởng vào phía trung gian, không tìm hiểu kỹ khi mua bán, nên đã đẩy cánh cò lúa địa phương và người nông dân
vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mỗi ngày trôi qua sẽ làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng hạt lúa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giá lúa bị giảm khi xuất bán. Những ghe lúa đã đưa đi thì đã đành. Hiện tại, những người thu mua lúa như anh Kiều và người dân đang nhờ sự hỗ trợ của địa phương để nhanh chóng tìm nơi tiêu thụ nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.